Trường Đại học Luật Hà Nội thu hồi bằng tiến sĩ của Thượng tọa Thích Trân Quang. Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh sách nói minh chiết. Trường Đại học Luật Hà Nội đang tiến hành các thủ tục pháp lý để hủy kết quả và thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Trân Quang. Thông tin được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, xác nhận với báo lao động. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục Đào tạo, kết luận bằng cấp 3 của ông Thích Trân Quang là không hợp pháp. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, ông Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp lệ và bản thân ông đã thừa nhận việc này. Theo thông tin từ Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Việt tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 2019, ông tốt nghiệp Đại học ngành luật Văn bằng 2 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, Ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án cấp trường vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, chính thức được cấp bằng tiến sĩ vào ngày 17 tháng 3 năm 2022. Qua vụ việc, Trường Đại học Luật Hà Nội đã họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các quy chế đào tạo nhằm tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng đào tạo và tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định. Trước đó, trong thông cáo báo chí về quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ cho ông Vương Tấn Việt, Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt từ khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ là 2 năm 3 tháng, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định của nhà trường. Tuy nhiên, nhà trường cũng khẳng định rằng, sau khi có kết luận, nếu bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt là bằng giả, nhà trường sẽ thực hiện theo kết luận và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để xử lý các văn bằng cử nhân và tiến sĩ đã cấp cho ông Việt. Theo quy định hiện hành, mọi văn bằng cấp cao của một cá nhân sẽ bị thu hồi, hủy bỏ nếu bằng cấp 3 của họ không hợp lệ, dù quá trình học tập bậc cao đã được thực hiện đúng quy trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Vụ việc này đã dấy lên nhiều nghi vấn về quy trình quản lý và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, cũng như đặt ra câu hỏi về đạo đức và liêm chính trong giáo dục. Một người bình thường đều thấy rõ rằng để đạt được những thành tựu như vậy mà không cần phải trải qua các bước học tập cơ bản như bao người khác. Nghiên cứu sinh này chỉ mất khoảng 2 năm chắc hẳn phải có sự nghi ngờ về khả năng tồn tại của các hành vi gian lận sử dụng mối quan hệ hoặc dùng các thủ đoạn để đạt được bằng cấp từ những trường đại học vốn có uy tín với lịch sử hàng mấy chục năm. Câu chuyện về một người chưa từng học trung học nhưng lại có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó học tiếp hai bằng đại học và hiện đang sở hữu bằng tiến sĩ luật có lẽ là một trong những ví dụ điển hình nhất về những điều nghịch lý và bi hài trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Vụ việc này lại gióng lên những hồi chuông cảnh báo và không chỉ đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính liêm chính trong giáo dục mà còn phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại trong quy trình quản lý và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Liệu nghiên cứu sinh tiến sĩ có tài năng đặc biệt để vượt qua rất nhiều các thủ tục khắt khe, quy trình để hoàn thành luận án tiến sĩ? Thực tế cho hay tài năng không thể thay thế cho nền tảng kiến thức cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu. Một người dù thông minh đến đâu cũng khó có thể hoàn thành các yêu cầu học thuật mà không cần phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc. Những gì mà luận án của nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh, Vương Tấn Việt, Thích Trân Quang đã cho thấy thiếu những kiến thức nền tảng như không phân biệt được nghĩa vụ pháp lý, obligation, với trách nhiệm, responsibility, lẫn lộn giữa khái niệm công dân và con người. Điều này đã dẫn đến mục tiêu và cách tiếp cận cũng như nội dung nghiên cứu hầu như không có giá trị trên thực tế. Câu chuyện bê bối này cho thấy hai điều, một là nghiên cứu sinh này đã nhận được sự hỗ trợ không minh bạch từ hệ thống đào tạo và hai là hệ thống đã thất bại trong việc giám sát và đánh giá một cách công bằng và khách quan cả hai khả năng này đều cho thấy sự buông lỏng quản lý chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục trách nhiệm không thể bỏ qua là trách nhiệm của tập thể hướng dẫn và của hội đồng bảo vệ luận án chính những người này trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo đánh giá và chấp nhận luận án của nghiên cứu sinh tuy nhiên họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình không phát hiện ra những lỗ hổng kiến thức cơ bản của nghiên cứu sinh hoặc có thể do những lý do tế nhị nào đó đã làm mất tính khách quan quá trình đánh giá tại lễ bảo vệ luận án. Việc một nghiên cứu sinh không có nền tảng học vấn cơ bản nhưng vẫn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ không chỉ gây tổn hại cho uy tín của cơ sở đào tạo mà còn làm giảm giá trị của bằng cấp học thuật nói chung. Cuối cùng, không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc giám sát và kiểm soát chất lượng giáo dục. Nếu quy trình kiểm tra và xét duyệt bằng cấp, Đặc biệt là ở cấp độ cao như tiến sĩ, được thực hiện một cách nghiêm ngặt và minh bạch, thì liệu có thể xảy ra trường hợp một người không có nền tảng học vấn trung học vẫn đạt được những thành tựu học thuật cao như vậy. Ở đây câu chuyện tự chủ giáo dục đại học và trách nhiệm giải trình về chất lượng cần được xem xét để bịt các lỗ hổng trong việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý. Thực tế, vụ việc ông Thích Trân Quang không phải duy nhất. Trước đó, đã có một số người đã bị tước bỏ văn bằng đại học, thạc sĩ, thâm chí tiến sĩ. Điều này cho thấy rằng cơ chế kiểm tra và giám sát hiện tại đang có những lỗ hổng nghiêm trọng, khiến cho những hành vi gian lận hoặc thiếu minh bạch có cơ hội tồn tại và phát triển. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nền giáo dục Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, cần tiếp tục đổi mới toàn diện, từ tăng cường tự chủ học thuật nhưng siết chặt trách nhiệm giải trình, đến quy trình đào tạo, đánh giá đến việc giám sát và kiểm soát của các cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và liêm chính trong hệ thống giáo dục. Thích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1959, là một thượng tọa Phật giáo người Việt Nam. Ông hiện là trụ trì chùa Phật Quang ở Bà Diệu Vũng Tàu. Năm 2024, nội dung bài thuyết giảng của thượng tọa Thích Trân Quang trên các nền tảng xã hội hứng nhiều trí trích từ cộng đồng mạng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng một số nội dung thuyết pháp của thượng tọa Thích Trân Quang về giáo lý nhân quả không đúng tránh pháp và ra quyết định cấm thượng tọa Thích Trân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Thích Trân Quang sinh tại Đắk Lắk nhưng sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Cha ông sinh ở miền Tây quê gốc Nghệ An, mẹ gốc Huế. Theo báo Người Việt, Thích Trân Quang từng về Nghệ An nhận họ hàng với Hồ Chí Minh. Theo tờ báo, Thích Trân Quang cho rằng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Hồ Chí Minh, lúc lưu lạc ở miền Tây kiếm sống bằng nghề bốc thuốc đã đổi thành họ Vương để tránh tai mắt chính quyền. Tại đây, Nguyễn Sinh Sắc chữa khỏi bệnh cho một người dân để đền cái ơn đấy. Gia đình ông này đã gả cô con gái tên là Mai cho sinh sắc và sau đó sinh ra một con trai, đặt tên là Vương Chí Nghĩa, người được cho là cha của Vương Tấn Việt. Năm 1980, Thích Trân Quang xuất gia và tu học tại Thiện viện Thường Chiếu, tại Đồng Nai dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thanh Tử. Sau đó, ông được nhận làm môn đệ của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, trụ trì tu viện Huệ Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1984, sau một thời gian tu học thì ông thọ giới tỳ kheo. Năm 1992, Thích Chân Quang về chùa Phật Quang ở núi Dinh, bà Diệu Vũng Tàu và trở thành trụ trì ngôi chùa này. Năm 2007, Thích Chân Quang được tấn phong lên làm thượng tọa. Thích Chân Quang từng có nhiều câu nói gây tranh cãi khi thuyết giảng pháp như Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, phải tìm tiền mệnh giá cao và đưa cho thầy trụ trì, ông thầy trụ trì mới làm được việc đạo. Thích Chân Quang bị dư luận phản ứng gay gắt khi chỉ trích Thích Minh Tuệ, một tu sĩ Phật giáo thực hành các hạnh đầu đà, trong một bài thuyết pháp cho rằng mọi người đang sùng bái một người mà ông gọi là thằng ba trợn mặc áo rách, ôm nồi cơm đi bộ hành. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức buổi làm việc để kiểm điểm, chấn chỉnh về các bài giảng luật nhân quả gây hoang mang dư luận. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm.